được cái chú mà cua mà sau này mà hoàn thiện cái ngôi nhà hai ông cháu xong thì các anh công cán lại cũng được bao nhiêu nữa. Đây thì bây giờ hiện tại là đang có là 3 thợ rồi. Anh chỗ này cua rất là gấp này các bác này. Và hôm nay nếu mà nắng mà tối nay lại mưa nữa thì thực sự ra là mai lại không có chở được rồi. Sẵn đây anh. Ui. Này sợ đến nhà vệ sinh của anh không ấy? Nhà của anh thợ này các bác này bị sạt từ đây mà không biết là cái nhà vệ sinh này liệu là nếu mà mưa như này thì mà liệu bị sạt xuống không? Cái này là toàn đất mượn đó, anh vào anh đổ. Toàn đất mượn hả? Đúng rồi. Nè. Anh tiện thể là như hợp đồng là em gửi anh cái tiền là đợt hai luôn đi phòng nhỉ? Cả có cả chủ toán ở đây luôn. Thế tiền luôn à? Dạ. Lại có tiền à? Như hợp đồng ấy không tí chủ toán với lại cái phòng này lại bảo là không như hợp đồng. Vừa đi ngủ. Cầm tiền mặt vào đây thì cũng sợ rơi. Đôi lúc ấy. Rơi một cái là mấy tháng lương. Hôm nọ là lúc mà em bảo với anh là cái mình có gạch vào là thêm 25 triệu anh nhỉ? Đúng rồi. Thêm 25 triệu thì bây giờ có cả chủ toán ở đấy cho anh lên luôn thì em sẽ gửi anh là 25 triệu theo như hợp đồng ấy nhá. Dạ vâng. Trả mà cho không sai. Ok. Cái tăng chè rồi. Nghe đủ cái nồi gian rồi mà. Gian nó nghe đủ rồi cơ, nó nghe sắc đủ rồi. Tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Mời mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì thời tiết là ủng hộ rồi, thời tiết là nắng hơn một chút rồi các bác. Thì mấy anh em thợ là tiếp tục là vào vận chuyển. Vừa rồi thì các anh đang lai xuống ở đây thì có hai chị là chuyên là xếp gạch để vào bao tải lên một nửa rồi các bác ạ. Thấy là đi gạch thì rất là nhiều. Còn là một tí nữa cháu Lực sẽ ghi hình cái cung đường của mấy anh em thợ là chở gạch đi như thế nào các bác nhá. Cái cung đường này thì cháu Lực cũng ghi hình khá là nhiều lần rồi, các bác cũng đã xem lên xem xuống rồi và các bác cũng đã nhìn được ra là để mà vận chuyển được gạch được vào thì rất là khó. Thế nhưng mà được sự yêu quý của các bác thì dù khó như thế nào vẫn đánh bại để mà hoàn thiện cho hai ông cháu có một ngôi nhà khang trang. Hôm nay ông không lên đây hả chị? Sáng lên nhưng mà ông ấy xuống rồi. Sáng lên ông ấy xuống rồi à? Hôm nay thì có nhiều người chở ông chị hôm nay ấy? Hôm nay có 3 người. Hôm nay có à? 3 người hả chị? Ba người, thế là hai chị là xếp gạch à? Chị bên này là vợ của anh Phòng, còn cô bên này là vợ của chú Toán, cô bác ạ. Này thì một bao tải được tầm bao nhiêu viên chị? Thì chắc tầm hơn 60 viên. 50 đến 60 à chị? Bao tải này thì cũng không có được chắc mấy đâu cô bác ạ. Bao tải đấy, bao tải này thì người ta chỉ có gọi là thiết kế để mà để gạo không cân. 60 đến 70 bao thì. Thời tiết là mưa thì lại mưa quá mà nắng thì lại nắng quá như cô bác đấy, nhưng mà nắng như này thì lại thích hơn với lại mưa. Chứ mưa mà đây để em mưa xếp một cái à chị.
chứ thời tiết mà cứ mưa mà gạch mà cứ để đây là có thể là mất đấy chị, mất đấy cô bác ạ. Trông thì cũng không thể mà trông được thời gian dài được, vì rằng là trông thì cô bác cũng biết là đi ra ngoài ngủ của bác này thì ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Vậy là lấy đồ trong cái lều này cất đã, mấy cái chiếu hôm nọ lấy ở đây. Chiều này còn ướt quá này. Nãy chị không hộ em phơi cái này. Chiếu ơi. Lều chắc là gỡ ra để chỗ khác thôi, chứ để đây thì ở trong thì bây giờ nước mưa nhiều quá rồi. Ở trong này còn một cái cây này các bác, nhưng mà cây này không biết là để ở chỗ nào, nghĩ là sẽ để ở phần cửa thôi. Để như này để cho nó khô đã, một tí dọn sau. Bây giờ là phải gỡ đi để mà phơi một tí đã. Các cô ấy đang xếp gạch. Vừa rồi thì các chị nói là có 3 xe máy để chở đúng không? Nhưng không biết là dùng 3 cái xe máy để mà chở thì để mà 2 người xếp thì chắc là cũng gọi là đủ thời gian. Chú Toán có vẻ đi siêu phết rồi nhở, vừa lên cái lách luôn. Hôm nay đường đi thế nào chú Toán? Hôm nay đi ngon hơn rồi. Hôm nay đi ngon à? Sáng nay chú từ 5 dưới đã về sửa đường đấy. 5 dưới về sửa đường à? Ừ. Hôm nay thì chở được tầm độ bao nhiêu chú, đi một nửa chưa? Hôm nay nữa, cả hôm nọ nữa là đi một nửa. Cả hôm nọ đi một nửa à? Ừ. Hôm nay là mình có bao nhiêu người chở chú? 3. 3 người à? Ừ. 3 người dùng xe máy để chở à? Ừ. Chú gửi một lời chào tới các bác rồi không? Chào các anh các chị. Gọi là các chú thì về thợ xay các bác, về gành thợ xay này thì không có xa lạ rồi, nhưng mà để mà việc mà ghi hình như này các chú lại không có quen mấy. Nước bao nào chú? Muốn lên chở được 2 bao chú? Bao dưới thôi. Ui, gạch này thì còn đang bị ướt nữa chú bác ạ. Ôi, xe này chắc là sau khi mà hoàn thiện nhà của hai ông cháu chắc là cũng phải bảo dưỡng. Phải bảo dưỡng phải đôi triệu đấy chú nhờ. Ở đây thì chắc là chú đi này bị ngã này cô bác này. Đường này xe in chưa có thích hơn không anh? Cái đường này khó đi á. Khó đi à? Nó cao quá. Vâng. Một chuyến đi độ tầm 10 phút không chú Toán? Hơn 10 phút à? À, một chuyến đi hơn 10 phút là. Này nếu mà lên dốc là bóc đầu ấy nhở? Lên dốc phải ép vào. Vào gần một tí. Gần. Anh thì hôm nay là chắc là vào hôm đầu tiên anh nhở? Hôm đầu tiên. Anh cũng nhà ở gần đây anh? Nhà ngay đây này. À, vâng. Nhà bên cạnh nhà anh Phong nè, anh Phong à? Ừ. À vâng. Vâng. Ôi trời. Buộc
Sao anh vừa pha lại làm đứt luôn cái dây co rồi. Phải quá. Anh cho cháu mình nghỉ tay chuyến này đã để ăn dưa hấu quả chú nhỉ? Nghỉ tay đây chú. Xếp anh lên xe đâu là nghỉ tay đã chú nhỉ? Nhưng mà chú có dao đây không? Không mang dao kìa. Thế thì chắc là chuyến sau thôi nhỉ? Chuyến sau đi nhà anh Phòng có dao đâu. Lần này cháu cũng quên mất cầm dao rồi. Thế thì không bảo anh vừa tư rồi ra luôn. Thế bây giờ chuyến sau không anh? Dạ. Hôm nay đường đi ngon hơn không anh Phòng? Tạm ổn nào. Thế anh gửi một lời chào tới các bác xem nào. Cháu chào các bà nhé, các chú bác nhé. Cái công việc hôm nay mấy anh em mình làm gì anh? Mấy anh chở gạch. Đây là nguyên chở gạch đúng không? Mấy anh nguyên chở gạch. Nhưng mà liệu hôm nay thì có hết không anh? Anh chưa biết được. Vẫn chưa biết được à? Chắc vẫn không hết được, chắc vẫn còn ít. Vâng. Thế là hôm nay là nguyên một ngày rồi nhỉ? Thời tiết này ủng hộ thì độ tầm là vài tháng, thì tầm một tháng thôi cô bác. Thì ở nhà của hai ông cháu thì cũng xong rồi đấy, nhưng mà nếu mà thời tiết mà cứ như hôm nọ đấy thì các bác ở đây thì chắc là các bác theo dõi được những cái tin tức hay là thời sự kể hay là những cái tin mà các anh trên YouTube người ta đưa lên đấy, là các bác cũng đã biết rằng là hiện tại Hà Giang đang ảnh hưởng bởi một cơn lũ mà rất là lớn cô bác ạ. Có những chỗ thì là bị ngập hết nhà hết cửa, có những chỗ thì là bị sạt lở xuống chôn luôn cả nhà luôn. Rồi. Như xe quay xe nhưng không phải xe in rồi các bác này, thì còn để đây độ tầm được chục bao nữa, còn là xe in kia thì không để được nữa. Có lẽ là sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà của hai ông cháu xong thì chắc là những cái con xe của các anh với các chú này thì cũng gọi là phải bảo dưỡng đâu đó là làm chuyến anh em mình nghỉ sau anh. Vừa rồi quên không lấy dao ấy, bây giờ tí qua nhà anh Phòng lấy dao xong. Không phải đến đầu tung bộ này giá mà. Khó quá. Anh giữ xe nhá, em lấy quả xuống nhá. Tụi em lấy quả xuống nhá. Bây giờ thì đi theo các anh xem là cái con đường hôm nay như thế nào các bác nhé. Và tiện cả đi xuống dưới để mà xem là hôm nay các anh chở được như thế nào và được nhiều chưa. Cô bác có thể nhìn thấy đây cô bác này, những con đường mà hôm nay vừa mới, con đường này là hôm nay vừa mới tạnh thôi, thành ra là nó vẫn còn hơi trơn một chút. Nếu mà trời nắng như này độ tầm 2-3 hôm thì đường nó khô thì các anh cũng không vất vả mấy cô bác ạ. Đi như thế này thì rất là mỏi tay đấy. Buổi sáng thì anh Phòng dậy từ 5 giờ để mà sửa qua đường một chút rồi. Chỗ nào mà đi không được ấy thì anh ấy sửa qua luôn. Cả đi cả về là một chuyến là các anh đi mất tầm độ gần 20 phút gì đấy. Cua mà phải nói là khá là cua rất là gấp, mà phải nói là các anh cũng đi xe như con đường này các anh đi quen rồi các bác ạ, không phải là các anh mới lai những cái viên gạch đầu tiên đâu,
mà các anh đã lai là những cái bao ngô này, những cái bao cám và thậm chí là những cái bao thóc nữa đi từ dưới ruộng lên. Như trước thì cháu Lực cũng đã nói rồi đấy cô bác, rằng là cũng có khá là nhiều thợ là muốn nhận để mà làm đấy cô bác, kể cả đội thợ cũ và cháu Lực làm nhà của hai ông cháu ông Tế thôi, nhưng mà đội người ta không có nhận là chở gạch, không vận chuyển vật liệu, thành ra là cháu Lực không thể mà chở được, không thể mà nhận được. Các anh thì không phải là các anh chở là tay nghề các anh, ví dụ như các anh làm về nhà các anh yếu đâu cô bác, mà các anh cống đá làm rất là nhiều công trình rồi. Thậm chí ở quê thì các anh không làm nhiều, nhưng mà các anh đi xuống xuôi là làm rất là nhiều. Ở đây thì hầu như là các anh là ai cũng đều là thợ chính cả của bác ạ, cho nên là nếu mà nhận thêm độ và thêm là vài thợ chính nữa thì sau này mà hoàn thiện cái ngôi nhà hai ông cháu xong thì các anh công cá lại cũng được bao nhiêu nữa. Đây thì bây giờ hiện tại là đang có là 3 thợ rồi. Đây những chỗ này cua rất là gấp này các bác này. Cảm giác như là phanh xe đúng không bác? Mà không ăn nữa. Bánh nó không quay nữa, là bánh nó trơn đi thôi. Hôm nay nếu mà nắng mà tối nay lại mưa nó thì thực sự ra là mai lại không có chở được rồi. Như các bác có thể nhìn thấy là dưới hùm ấy các bác này. Bây giờ nó mà không tay lái mà không chắc chắn mà sơ sẩy cái là có thể là gặp tai nạn bất cứ lúc nào luôn. Không biết là hôm nay là vừa rồi thì các chị nói là hai ông cháu thì là đang ở nhà, sáng thì cũng có lên đấy. Và những con xe máy thì người ta không lấy được vào nhà đấy các bác, là còn để luôn ở trên thửa nương này thôi. Tại vì hôm nọ là mưa quá đấy các bác, nếu mà không mưa thì còn lấy được vào nhà cũng được. Đây này các bác này, nhìn cái góc cua của các anh đi ấy. Đoạn này cũng khá là nguy hiểm, đoạn này đường nó bé tí thôi, đường này con đường chỗ này đi thì nó gọi là đường mà trâu đi lại thôi. Đường hôm nay là vẫn còn chưa được khô máy này anh nhỉ? Chưa.
chết này phải 2 ngày. Mai là chuyển trên mưa. Vâng. Nhưng mà trời... Đấy, nhà đâu anh cái viên đá đá cao á. Trời mà nhìn... Trời bầu trời xanh xanh mây trắng như này thì liệu là có mưa không? Em cũng hy vọng lắm để nó không mưa cho anh em mình ban đêm là đỡ phải trông gạch anh ạ. Thế bây giờ mà anh em mình đêm buổi đêm mà vâng mà trông gạch nhiều quá thì cũng thật sự đã ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Sếp ở tầm nhìn bên kia không được anh. Anh em mình xếp bên nào đây? Chắc sang bên đấy rồi. Bên đấy. Vứt thêm đây một kìa anh. Hay xếp ở đây kìa. Nhưng mà xếp ở đây thì sợ các anh quay đầu khó không? Đây là từ sáng nay các anh chở rồi các bác. Ông Sò với lại Mạnh ở nhà không anh nhỉ? Chắc có, lúc nãy vừa mới xuống đây. À, nãy vừa xuống đây à? Mày ơi! Mày ơi! Mày ơi! Chắc là đi lấy cỏ lắm à? Phải, chắc đi bên kia bác... Cây lúa? À, cây... chuối. Cây chuối. Là cám lớn này. À. Hai ông cháu thì đi xin... xin cái chuối về để mà làm cám lợn đúng không á? Hai ông cháu thì cũng có hai con lợn đó. Công việc của mấy anh em thợ thì... làm thì vẫn cứ làm, còn ông công việc ở nhà ông thì vẫn cứ ông vẫn cứ làm. Bây giờ nếu mà để mà ông lo thêm nữa thì thật sự ra ông rất là vất vả rồi các bác. Thời gian qua thì ông ấy trải qua phải nói là không biết bao nhiêu là cái thăng trầm của cuộc sống thôi. Bây giờ được các bác giúp đỡ thì để ông mà từ trên này xuống thì là toàn vận chuyển bằng xe máy thôi, thì không thể mà không thể lấy vác được. Được rất là nhiều rồi các bác ạ. Đấy, thưa các bác, còn phía bên này là nhà của anh Phòng, là anh thợ mà làm hợp đồng với cháu Lực lần đầu tiên đấy. Còn bên này cũng phải là bên này cũng là một anh thợ nữa. Anh thợ hôm nay thì mới vào làm thôi các bác. Anh lấy dao chưa? Hôm nọ em thấy ở dưới kia sạt là của nhà anh à? Em ông nói em thấy đây sạt là của nhà anh à? Sạt đây anh. Ui, ui. Này sợ đến nhà vệ sinh của anh không ấy? Anh còn chưa biết là nó có. Ui, nhà của anh thợ này, các bác này bị sạt từ đây mà không biết là cái nhà vệ sinh liệu là nếu mà mưa như này thì mà liệu có bị sạt xuống không? Cái này là toàn đất mượn nên nói vào anh đổ. Toàn đất mượn hả? Nhưng mà chỗ này, cái cột bên này có phải đất cứng không anh rồi này? Ở đây cột đấy không là đất mượn thôi em. Đất mượn á? Chỗ này nếu mà mưa mà dột đến đây là đi là cũng bị sạt đây nhỉ? Đây, may là còn cái búi tre này, các bác này, không có búi tre này mà làm nhà chỗ nhà anh Phong này cũng rất là nguy hiểm này. Tại vì là anh ấy bảo là đất mượn nhiều quá. Chỗ này anh có trồng thêm búi tre à? Vâng, anh cũng để trồng núi tre để đỡ, đỡ để biết là đỡ được không? Nếu mà tình hình còn mưa như này anh sợ là không chịu nổi. Chỗ này thì trước là không có búi tre nào anh nhỉ? Trước không có đâu anh. Mưa mưa kéo dài thì phải nói là những ngôi nhà nào mà trên cao đâu quá thì rất là nguy hiểm, và có thể là có ngôi nhà nào sẽ bị sạt về phần đất mượn là nhiều quá. Như đây là cái đến cái cột nhà vệ sinh của anh rồi. Còn là 40 phân là đến nhà vệ sinh của anh rồi. Này ông nọ là mưa được hơn tuần rồi nhỉ ông nọ này. Đúng rồi, trận mưa ông nọ làm nửa đêm mới xuống chứ. Nửa đêm á? Nó là nửa đêm cũng đang. Lúc nào bây giờ nếu mà mưa anh ạ, mua cái loại bạt kia rồi nhỉ? Vâng. Mua cái không phải bạt chặn, không phải cái mà phủ mạ ấy. Ni lông ấy. Kéo phát từ đây. Nếu mà từ còn mưa này anh nghĩ là vì chú bên kia nó cũng không thể chịu được. Bên này xuống, anh. Đúng, vâng, đúng rồi. Bên này là đất mượn nhiều à? Đấy toàn đất mượn mà.
Nhà của anh ở đây mới làm thôi nhở? Vâng, mà anh đào trong này anh đổ ra mà. Nhà của anh thợ ấy. Nhà thì không bị ảnh hưởng tới, nhà không bị ảnh hưởng với anh. Nhà nhưng thì sạt cái này thôi nhở? Bị sạt mỗi chỗ đằng trước thôi chứ còn đằng sau thì còn chưa biết được là có sạt hay không ấy. Hôm nọ em cũng đi qua rồi, đi qua thấy sạt ấy, em bảo ui, nhà anh thợ bị sạt chỗ. Nhà anh tả ly này cũng làm cao đấy nhở nhà anh ơi. Tả ly của anh cao lắm em ơi. Tạt sâu này nữa. Nhưng mà anh còn đào thỏi thỏi ấy, nếu mà không đào thỏi là nguy hiểm lắm ấy. Đất, tại vì đất này nó toàn đất cát rồi nhỉ, đất đỏ nữa. Cái này toàn đất cát thôi mà, cái này cứ trời mưa như bên kia em thấy trời mưa này nước nó chảy là nó trôi đi hết, nó không phải là đất. Cái khe rất là lớn nè. À. Còn nếu mà trời mưa thì cái bụi tre bên kia nữa kìa, cũng rất là nguy hiểm luôn. Cái bụi tre này hôm nọ trước cũng định xuống ở đấy, nên anh mày chặt cây nó ra rồi trước, có nó bật đi bằng này à? Nó bị nứt rồi. Nứt rồi, nó xuống. Đằng sau nhà mà trồng cây như thế này cũng khá là nguy hiểm anh nhỉ. Anh em mình chắc là lên trên thôi nhỉ. Được rồi. Rồi ra nhà anh thợ là lấy cái dao một chút các bác ạ. Dao mà. Chỗ này này, toàn là bị sạt hết rồi, mưa nhiều quá. Đấy, chỗ này còn sắp chuẩn bị xuống nữa. Chỗ này cũng một mảng ở đây đấy anh nhỉ. Dưới nó đi rồi, trên nó xuống bất cứ lúc nào không biết đâu. Đặt này luôn. À. Trên... Không tốt đâu. Nhưng mà nhà thấy nhà thằng xá là trồng được quả to lắm ấy, quả này là quả to nhất rồi. Cái dưa này mới là dưa ngon, kiểu nó giòn đấy. Nhà thằng xá thì nước mình phốt kia ở cái trường cái gì nhiều mà. Quả này có 5 cân đấy. 5 cân đấy. Wow. Okay. Xin phép mọi người nhé, mình ăn trước này. Thế là như ăn đi. Ông cả bột nhá. Ôi, như cá luôn này. Mày thật quả này á, mà ghê cái thơ ghê. Gân thầu luôn, đấy nhạc cặp. Sao lại lưu cũng thật khai tới nay mình ăn. Nằm mòn đến tập viên biếng. Anh nhìn thấy từ xa thì có vẻ là đi một nửa rồi các bác ạ. Vừa rồi thì mấy anh thợ là chở xuống kia xong là mấy nữa là dùng mặt tơi để mặt tơi đi. Thôi mà bác một bao gạch đi xuống kia chắc là bác không được đâu nhỉ? Chở xe máy đi là tay hơi mỏi lắm nhỉ? Lực nếu mà có cao nhân nào thì bảo hộ lắp cái tời cái phát. À, chỉ giáo cái tời cái phát. Anh không biết lắp tời à? Anh định lắp tời như nào? Anh định là lấy ở dưới, em lấy dưới kia, anh để dưới kia là có mấy cột cây sao mộc đấy, anh định làm cột đây luôn à? Ừ. Đấy. Một cái cây
Hôm nào anh lát ra góp ý kiến nhau để ra lắp mà. Xong rồi có làm cái cây xong rồi ba này bữa nay chỉ biết đấy là con cái rồi đang bán ra ngoài xong rồi bán cái bộ này đâu nhau ba chị nhắn cơ cái mana ở cái má lên rồi chỉ cái mai già mấy mana nhỉ phải gường nhau lên đây một tuần lại mấy tấn mày thấy lắm năng này gì mới năng cả. Thì dân có lái một điện cầm cái điện thoại nên lái đi ngang một tối nó cầm màu đi dìu với hải. Nó bữa này nó xì rồi. Tao hủy lập tất cả cái gì mới phải đắm á. Nó như kiểu khó một bạn. Khó cũng hơn mấy cái thịt. Nhưng mà cái này là ngọt với mắt lên. Nếu mà mình mua ở trên sáng thì người ta lấy cái chua lên thôi. Không ngọt bằng cái này đâu. Đó phải mình muốn lại được á nhả luôn này là đã chín hồng rồi làm màu trắng này này mình đặt bằng lỗ tới trong phần này thử ăn cơm ba phần mà lót sao bị chảy. À, hết lúc bầu với chơi không? Lúc bầu được. Thấy nó khi nóng bình mình nóng mà đừng nghe đây đây chồng. Chắc con tôi phát vào đèn bên nào luôn mà kẹt nó. Nóng bất tăng. Một chuyến xe máy từ đây kia lên làm gì đến 20 phút cho toán, chắc tầm 15 phút thôi mà. Đường băng cứ chở hai bao thì cũng nhanh mà không sợ quen đấy. Mấy ông ở Tuyên Quang này xuống nó chặt xuống rồi coi xuống nó cũng này giờ xe tôi thì bây giờ khổ như hôm nay về cái đường này xuôi bây giờ xuôi thì vẫn toàn băng luôn. Tiết mà cứ nắng như này thì đường nó lại đi dễ dàng hơn một chút. Đường quê này thì đi khô được. Nó đi một lúc như thế này nếu mà có thời gian thì sửa một tí. Sóc kiểu gì nó rất nó sẽ chân cứng này có chỗ nó bị lún xuống rồi. Hôm sau nó lại đi nó sóc. Nặng sóc nó vào băng. Anh Phòng gọi trẻ con ra nhanh gọi ăn dưa. Khoan. Khoan. À thế. À đúng rồi, kìa. Thêm một đoàn này. Nấu cá không bắt na đi quá bắt na đi bắt chẳng có che chẳng ai còn bắt mày lại rồi. À, con anh sang luôn à? À đây. Con ấy điệu này. Ôi sao vừa rồi nghe xa xa mà thôi nhiều người thế nhỉ? Mà ra đây có 3 người thôi. Cường ăn dâu không Cường? Hả? Chị sao chị Nam à?
Thằng cái hậu ừ chứ nó đi với ta vua mà đi sang thế kiểu rồi đi ạ. Ba ở dưới hậu rồi, có tí tí ở dưới hậu rồi. Ừ. Nó nằm nè ở tí tí ở dưới hậu rồi. Cả đôi nằm nè mà này. Bạc thú lấy chụp vào đứa cái đó. Ngày có hèo đi. Hèo nắng ngọt hả? Con anh Cường là được, à con anh Phòng là được mấy tháng rồi anh? 24 tháng rồi. 2 năm rồi. Ôi trời ơi, có hèo đầu tóc. Ừ. Tỏ để 2 tứa. Không tí này. Tí ở dưới hậu lộ. Ủa ba. Cái bố mình chỉ nào lộ. Đến tí thì thả nó đến đây phòng tí này. Này, hả không? Ở này à? Múc luôn. Nè. Anh tiện thể là như hợp đồng là em gửi anh cái tiền là đợt 2 luôn đi phòng nhỉ. Cả có quả chủ toán ở đây luôn. Thế tiền luôn à? Dạ. Mày có tiền à? Như hợp đồng ấy không à, à tí chủ toán với lại phòng này lại bảo là không như hợp đồng. Vừa đi ngủ. Cầm tiền mặt vào đây thì cũng sợ rơi. Đôi lúc ấy. Rơi một cái là mấy tháng lương. Hôm nọ là lúc bà em bảo với anh là cái mà mình có gạch vào là thêm 25 triệu anh nhỉ? Đúng không? Thêm 25 triệu thì bây giờ có cả chủ toán ở đấy cho anh lên luôn thì em sẽ gửi anh là 25 triệu theo như hợp đồng ấy nhá. Dạ vâng. Trải mà cho không sai. Ok. Cái tăng trè rồi. Nghe đủ rồi ra nó mà. Ra nó nghe đủ rồi cơ nên nghe sắp đủ nè. Cái gì đấy sắp cho nghe. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Chú toán đếm là anh phòng đếm, chú toán đếm chỗ đấy là 19 triệu. Chú đếm đủ chỗ đấy 19 triệu xong rồi chấm đếm tiếp. Nàng thứ này chứ cứ mà cút càng nhau hẳn ngô cái hôm nay nàng xem ơn mấy mấy nàng chú bảo mấy nàng á nàng hôm nay chú bảo út đâu ngon bố ngon ngon đúng hơn anh. Hú, nào. 18 triệu rưỡi. Hay là 19 triệu rưỡi chú. Mày làm thừa bảo nó thiếu bảo. Chú không quên đếm à. Chú đếm là 18 triệu rưỡi hay là 19 triệu rưỡi? 19 triệu rưỡi. Chú đếm lại nha. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ở đây thì thưa các bác, anh Phong với lại chú Toán thì là hai người mà thợ chính cho nên là gửi ai cũng được các bác nhé. Đây là 20 triệu nha. 20 triệu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là thêm là 3 triệu.
1, 2, 3, 4, 5 4 triệu 1, 2, 3, 4, 5 là thêm đủ là 5 triệu. Thì chú đếm của cháu đi, đếm cho bên này là đủ thêm là 25 triệu chưa? Nước ẩu mà có bẩn nữa thì ăn đấy thì ờ hè mà hè có lo gì hả già em biết mình gì cắt xong ui ui chỉ héo gì đi bố hè đó nhưng cái đó ấy cuộc khai diễn khai thì nào thiếu tờ nào chú vừa đủ đúng không, vừa đây cháu đếm thừa một tờ mà. Đây đây thì cháu Lực xin nói lại thêm một lần của bác nhá, là anh Phòng với lại chú Toán thì là hai anh em mà nhận là công trình của nhà hai ông cháu, cho nên là thanh toán cho ai cũng được. Và bây giờ thì có cả Mặt và cả hai anh rồi. Thế thì bây giờ là đến lúc nào mà hoàn thiện xong nhà, gần hoàn thiện thì là thêm một lần nữa, và hoàn thiện xong ngôi nhà thì sẽ thêm một lần nữa. Đúng rồi, anh em mình có làm hợp đồng như thế rồi anh Phòng nhỉ? Ờ đúng rồi, mà mình có làm thế mà mình có... Như lời hứa thì đáng lẽ ra là số tiền này là gửi anh từ độ từ 3 hôm trước rồi đấy, nhưng mà trời mưa quá thành ra là các anh không chở được, với là các chú không chở được đấy, cháu mới đến hôm nay thì cháu mới gửi được. Thì có cái gì chậm chạp thì chú lại anh Phòng với lại thêm là anh nữa, lại thêm các cô nữa thì cũng thông cảm nhá. Đôi lúc thì cũng muốn để mà làm xong sớm ấy, nhưng mà thời tiết không ủng hộ với lại mấy anh em mình thành ra là nó hơi khó một chút. Đây ạ. Nên đứng lại cháu rồi các chú cũng muốn là thời tiết ủng hộ thì cũng muốn là làm xong sớm thì hoàn thiện xong thì cho nó sẽ sớm, nhưng mà bây giờ thời tiết không ủng hộ được thì cũng đành chịu thôi. Vâng. Làm được lúc nào thì làm, không làm được thì cũng chịu thôi, bởi vì là do vật liệu không đi được. Nếu mà đi đến vật liệu đi đến hết thì mưa nắng thì mình che bạt làm thì nó cũng làm được. Nhưng mà bây giờ không không chờ được vật liệu là không thể làm được cái gì cả. Có thể là hôm nay là các chú là chở được vật liệu là gạch chú bác, gạch là sẽ gần hết. Thì lúc nào mà trời nắng, chú cháu mình cảm thấy là trời nắng nắng thì các chú bảo với cháu để xong là cháu lấy sắt với lại lấy thêm là cả xi vào nữa. Cả xi vào nữa thì chắc là cũng vận chuyển hết thì mới làm thôi chú nhỉ. Chắc là bây giờ nếu mà chỉ lấy xi về sớm thì nó cũng không kịp để lấy sắt về để kéo để chế tơi đi tơi xuống gạch xuống hết á, đang lấy không được gì ấy. Vâng. Là mình lấy về sớm quá nên mình chưa tơi được đi hết thì để trời mưa nó lại chết hết chi. Vâng. Chủ yếu bây giờ là lấy sắt sáu về trước. Sắt sáu hôm qua thì cháu bảo tính ra là đến chiều tối đây có rồi, nhưng mà ông kia cũng bị ốm ấy. Xe thì thấy bảo là hỏng, đi chở cát hỏng 26 vô ốc số gì ấy. Nên là cũng chưa có gửi ai để mà vào được. Cái tời này thì tời từ cái chỗ mà mấy chú để gạch đi xuống đấy đúng không? Vâng. Nhưng nếu mà vác từ dưới thì chắc không vác được, không tời thì chắc không vác được gì nữa. Vâng. Bởi vì là còn xi nữa. Đấy, trong cái quá trình mà làm ấy thì chú cháu mình có cái gì mà nó cần sửa chữa thì các chú lại bảo với cháu nhé, để mà sửa chữa. Có thể là những cái chỗ nào mà cháu còn chưa biết ấy, các chú có thể là bảo cháu chỗ nào mà cần thêm sắt ấy. Vâng. Thêm sắt để cho nó chắc chắn đấy. Chứ bây giờ làm nhà thì thực sự ra các cô bác mạnh thường quân thì cũng chỉ giúp đỡ được hai cháu một lần thôi, chứ không thể giúp đỡ được mãi mãi cả. Cái này thì bây giờ sắt chắc hôm nào vào sắt vào cùng xi luôn sao ấy nhỉ? Sắt xấu thì hôm nọ anh bảo lấy trước về làm cái tời ấy. Hôm nọ bảo lấy công gạch nhưng mà không về được, mà bây giờ chắc phải đủ chuyến nó mới về chứ. Không, bây giờ cái đấy thì nó gửi ra, cái đấy nó gửi ra trước mà anh. À, nó gửi ra trước à? Nó gửi trước rồi. Cố gắng làm sao để cho sắt. Nếu mà gửi ra trước thì tới cái gạch xuống chỗ nền nhà trước thì mình chở xi đi mới có chỗ để. Bây giờ bên trên thì cũng chẳng có chỗ để. May mà có thử nương đẹp gì đấy mà còn xin họ về cho nó cắt cỏ đi mới cho, không là họ hôm nọ đi xe đi lại nó giấm cỏ nó còn nói một tin. Và mình xin là nó không mình đã làm xin nó không nói gì nữa. Trước gọi là xe thì có được cho đi một lối ăn đi thôi nhá.
vòng đi vòng đi vòng xuống này. Trời mà. Các chú thì xin nó không. Bây giờ nó không trả nói gì. Ngồi đây này con. Con ngồi đây này, nóng ạ. Ngồi đi. Cái con mô này ngồi thế. Áo trắng chuyển thành áo đỏ này. Ôi dù, áo trắng thành áo đen hết rồi nhỉ. Đào lấy xe để đấy nó có chỗ để. Ngày hôm nay thì đi xuống thì thấy mấy anh thợ là vận chuyển vật liệu bác rất là nhanh và gửi thêm là tiền công thợ của các anh thợ rồi. Chú dùng cái này để mục đi. Đi nó rơi. Đấy còn là cái video này thì cũng khá là dài rồi bác. Bây giờ thì nghỉ ngơi xong là mấy anh em thợ lại cũng tiếp tục là vận chuyển vật liệu để mà đi xuống dưới nhà. Tranh thủ là trời đang nắng là không thể mà chậm chế được cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Chú Toán gửi một lời chào tạm biệt tới các bác chú. Vâng, xin chào các anh các chị ạ.